Đây là bài 27 trong loạt bài nghe nói tiếng Trung giao tiếp dễ dàng 1 của Hội quán Tam Thế. 第27课. Trước tiên hãy nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. Cảm ơn. 谢谢. Đi bưu điện. 去邮局. Tôi đi đây. 我走了. Đây là bố em. 这是我爸爸. Sách gì? 什么书? Lâm. Alin. Rất vui được quen biết các bạn. 很高兴认识你们. Phan Thủy Dương. Phan Chuế Giáng. Xin hỏi quý tính của anh. 请问您贵姓? Đúng không? 对吗? Mình cảm thấy rất khó. 我觉得很难. Phát âm tiếng Trung của bạn rất tốt. 你的汉语发音很好. Quá khen rồi. 过奖了. Buổi trưa đi đến nhà ăn ăn cơm. 中午去食堂吃饭. Bây giờ hãy nói, bạn ăn gì? 你吃什么? Bây giờ hãy nghe và nhắc lại từ màn thầu hay bánh bao chay. Mán thầu. Mán. Mán. Thầu. Thầu. Mán thầu. Mán thầu. Mình ăn bánh bao chay. 我吃馒头. 我吃馒头. Bạn ăn màn thầu à? 你吃馒头吗? 你吃馒头吗? Người Trung Quốc ăn màn thầu không? 中国人吃馒头吗? 中国人吃馒头吗? Người Việt Nam ăn màn thầu không? 越南人吃馒头吗? 越南人吃馒头吗? Bạn ăn gì? 你吃什么? 你吃什么? Mình ăn màn thầu, còn bạn? 我吃馒头,你呢? 我吃馒头,你呢? Bây giờ hãy nghe từ cơm, chỉ cơm gạo thông thường. Mì phản. Mì. Mì. Phan. Phan. Mì phan. Mì phan. Ăn cơm gạo thông thường. Chư mì phan. Chư mì phan. Ăn cơm nói chung chung có thể chỉ ăn nhiều món khác nhau. Chư phan. Chư phản. Người Việt Nam ăn cơm với nghĩa cơm gạo thông thường.
Việt Nam nhân chí mì phạn. Việt Nam nhân chí mì phạn. Người Trung Quốc cũng ăn cơm với nghĩa cơm gạo thông thường. Trung Quốc nhân也吃米饭. Trung Quốc nhân也吃米饭. Mình ăn cơm với nghĩa ăn cơm gạo thông thường. 我吃米饭. 我吃米饭. Bạn ăn gì? 你吃什么? 你吃什么? Mình ăn màn thầu, còn bạn? 我吃馒头，你呢？我吃馒头，你呢？ Mình ăn cơm gạo thông thường. 我吃米饭。我吃米饭。Bài học này đến đây là hết.